Bộ Y tế vừa đưa ra khuyến cáo đối với các nhóm đối tượng cần tiêm nhắc lại vaccine COVID-19 trong bối cảnh số ca mắc tuy không tăng, nhưng biến thể mới đang có dấu hiệu tăng. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã phát hiện 12 trên 16 bệnh nhân chiếm 75% nhiễm biến thể phụ của Omicron JN.1. Từ cuối tháng 12 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 94 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 17 ca nặng phải thở oxy. Bộ Y tế khuyến cáo có 3 đối tượng ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 là người cao tuổi từ 50 tuổi trở lên có bệnh lý nền, tiêm nhắc lại vào thời điểm từ 9 đến 12 tháng sau mũi cuối cùng. Sau đó là phụ nữ mang thai và người chưa tiêm vaccine mũi nào cần nhanh chóng đăng ký tiêm phòng vaccine COVID-19. Hiện nay, Bộ Y tế có hơn 400.000 liều vaccine COVID-19 của Pfizer hạn dùng đến tháng 9 năm 2024, trong đó mới có 100.000 trường hợp đăng ký tiêm. Vì thế, các địa phương cần có kế hoạch tiêm vaccine cho nhóm nguy cơ cao. Sở Y tế Hà Nội vừa đưa ra thông tin về tỷ số giới tính trong năm 2023. Mặc dù đã giảm so với những năm trước đây nhưng tỷ số chênh lệch giới tính ở Hà Nội vẫn ở mức cao. Trong năm 2023, tỷ số giới tính khi sinh của Hà Nội ở mức 111,2 bé trai trên 100 bé gái, trong khi đó tỷ số giới tính trung bình của cả nước trong năm 2023 là 112 bé trai trên 100 bé gái. Mặc dù đã giảm nhẹ so với mức trung bình của cả nước, tuy nhiên tỷ số giới tính khi sinh của Hà Nội vẫn ở mức cao, phản ánh tình trạng mất cân bằng giới tính. Ngoài ra, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên trong năm 2023 tiếp tục giảm nhưng chưa bền vững, đặc biệt tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên ở một số huyện còn cao. Sở Y tế Hà Nội đánh giá tỷ lệ tăng dân số cơ học vẫn ở mức cao, tạo ra áp lực lớn trong việc thực hiện chính sách dân số trên địa bàn thủ đô. Mật độ dân số có sự chênh lệch lớn giữa khu vực nội thành và ngoại thành. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra nhận định về tình hình xâm nhập mặn mùa khô năm 2023-2024. Theo đó, thì mùa khô năm nay xâm nhập mặn ở đầu bằng sông Cửu Long cao hơn trung bình nhiều năm. Tại Kiên Giang trên sông Cái Lớn, dự báo độ mặn 4 phần nghìn xâm nhập sâu 30 km gần quê xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao. Trên sông Cái Bé, độ mặn 4 phần nghìn xâm nhập sâu 11 km còn tại tỉnh Kiên Giang, xâm nhập mặn trong mùa khô dự báo ở mức cao sẽ ảnh hưởng đến sản xuất vụ Đông Xuân cùng dự án ngọt hóa gò công và diện tích vườn cây ăn trái các huyện phía Tây. Tại Sóc Trăng, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc sở chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn. Song song với đó, tăng cường công tác truyền thông, phổ biến thông tin về tình hình xâm nhập mặn trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết chủ động các giải pháp đề phòng ảnh hưởng đến sản xuất dân sinh. Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam dự báo mặn có thể xuất hiện sớm và sâu hơn trung bình nhiều năm. Theo đó, mặn có thể ảnh hưởng đến vùng cây ăn trái cách biển từ 30 đến 45 km trong tháng 1. Từ tháng 2, tháng 3, mặn tăng cao. Các vùng sản xuất cách biển từ 50 đến 65 km, khả năng lấy nước tưới bị hạn chế. Các địa phương cần vận hành hợp lý các công trình kiểm soát mặn để lấy nước tích trữ phục vụ sản xuất. Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, các chặng bay từ thành phố Hồ Chí Minh trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp kín chỗ mặc dù là các hãng hàng không liên tục bổ sung tăng chuyến. Từ ngày mùng 1 đến ngày 19 tháng 2, các chặng bay từ thành phố Hồ Chí Minh có tỷ lệ đặt chỗ ở mức rất cao, trải đều trong các ngày từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 9 tháng 2. So với tuần trước, các hãng hàng không Việt Nam tiếp tục bổ sung thêm các chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh tới các sân bay địa phương và ngược lại. Trên các trạng bay có tỷ lệ đặt chỗ cao với 324 chuyến tăng thêm, tương ứng gần 61.000 ghế. Cục hàng không khuyến cáo hành khách cần sớm chủ động hành trình đi lại nhằm có được mức giá vé bay hợp lý. Chuyển sang phần tin quốc tế, Ngày 27 tháng 1, chính phủ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố văn bản chính thức luật nhập cư mới trên công báo của nước này. Nội dung văn bản kèm theo một số hướng dẫn áp dụng luật. Luật nhập cư mới của Pháp được ban hành sau khi Hội đồng biến Pháp của Pháp bác bỏ một số điều khoản bổ sung vào dự luật theo yêu cầu của cánh hữu, trong đó có các biện pháp hạn chế tiếp cận phúc lợi xã hội và áp chỉ tiêu nhập cư. Theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp, Gérald Anh, quyết định này của Hội đồng Hiến pháp là một thắng lợi đối với chính phủ. Tuy nhiên, Đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu chỉ trích quyết định của Hội đồng Hiến pháp, đồng thời kêu gọi tổ chức trưng cầu ý dân về vấn đề nhập cư và cho rằng đó là giải pháp duy nhất. Chiếc máy bay Boeing 737 Max đầu tiên được giao cho một hãng hàng không Trung Quốc kể từ tháng 3 năm 2019 đã hạ cánh tại nước này vào ngày 27 tháng 1. Sự kiện này đặt dấu chấm cho khoảng thời gian kéo dài 5 năm. Loại máy bay sinh lời nhất của Boeing bị Trung Quốc áp đặt lệnh đóng băng nhập khẩu. Theo dữ liệu theo dõi hành trình bay từ FlightRadar24, chiếc 737 Max 8 đã rời bang Washington, Mỹ vào ngày 24 tháng 1 sau khi được bàn giao cho hãng hàng không China Southern Airlines. Sau đó chiếc máy bay đã dừng lại ở Hawaii và quần đảo Bắc Mariana trước khi hạ cánh xuống Quảng Châu ở miền Nam Trung Quốc. Trung Quốc là quốc gia đầu tiên đình chỉ bay đối với loại máy bay Max sau hai vụ tai nạn xảy ra với máy bay MAX 8 vào năm 2018 và 2019. Vào tháng trước, Trung Quốc đã cấp phép cho Boeing được nối lại hoạt động ra máy bay 737 MAX 8 cho các hãng hàng không trong nước. Chính phủ Argentina sẽ điều chỉnh các cải cách chi tiêu lớn để đảm bảo dự luật kinh tế mới được Quốc hội nước này thông qua. Đây là thông báo vừa được Bộ trưởng Kinh tế Argentina đưa ra sau cuộc tổng đình công lớn trên toàn quốc phản đối các chính sách thắt lưng bộc bụng của chính phủ mới. Bộ trưởng Kinh tế Argentina Luis Caputo cho biết chính phủ của Tổng thống Javier Milei sẽ loại bỏ các điều khoản gây tranh cãi, bao gồm cải cách lương hưu và thuế khỏi dự luật kinh tế mới nhằm bảo đảm dự luật được Quốc hội thông qua. Ông cũng nhấn mạnh cam kết của chính quyền mới trong việc theo đuổi mục tiêu không thâm hụt ngân sách. Đây là sự nhượng bộ lớn của chính phủ Argentina sau khi hàng vạn người dân nước này hưởng ứng cuộc tổng đình công do Tổng Liên đoàn Lao động phát động nhằm phản đối các chính sách thắt lưng bục bụng của chính quyền Tổng thống Javier Milei. Thống đốc tỉnh Bali ra thông báo trong tuần qua là sẽ đánh thuế trên khách du lịch. Mức thuế là 150.000 rupi, tức là gần 10 đô la Mỹ, bắt đầu có hiệu lực đúng vào ngày lễ tình nhân năm nay, 14 tháng 2, 2024. Tất cả những ai không phải là kiều dân Indonesia đều sẽ phải nộp thuế trước khi đến đảo Bali. Đối với du khách, đây là chi phí cần phải bổ sung vào ngân sách du lịch khi ghé thăm Bali trong thời gian tới. Mức thuế 150.000 rupee tương đương gần 10 đô la Mỹ sẽ được cộng thêm vào visa nhập cảnh Indonesia. Theo chính quyền địa phương, việc áp thuế du lịch là một sáng kiến du lịch bền vững, hướng tới những thay đổi lớn trong việc bảo vệ văn hóa và thiên nhiên. Du khách có thể thanh toán thuận tiện và đơn giản thông qua hình thức trực tuyến trước khi đến Bali. Thưa quý vị, Kiên Giang nổi tiếng với nền ẩm thực đa dạng mang đậm nét văn hóa Việt Hoa Khmer. Trong đó thì không thể không nhắc đến món ngon trứ danh là mắm cà xỉu. Theo người dân địa phương thì cà sỉu là loại hải sản thường sống tập trung ở môi trường sông, cửa biển, nước lợ, xuất hiện nhiều ở vùng đầm Đông Hồ. Hình dáng bên ngoài như hai mảnh chem chép xanh ghép lại, thêm râu dài, thịt mềm và ngọt. Mùa thu hoạch loại hải sản này nhiều nhất từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm. Thịt cà xỉu có độ dai, giòn, sần sật. Trong đó chiếc trâu lại vô cùng bổ dưỡng nên đây là một trong những món đặc sản trứ danh mà người bản địa vẫn thường giới thiệu đến khách thập phương. Để bảo quản cà xỉu được lâu, người Hà Tiên sẽ áp dụng cách muối cùng nước mắm đường, ớt, tỏi. Đầu tiên, phải chọn những con còn tươi, có kích thước đồng đều. Mặt khác, vì loại hải sản này sống dưới bùn đất nên quá trình sơ chế phải thật tỉ mỉ. Chỉ như vậy mới cho ra thành phẩm chất lượng. Cà xỉu khi mua về, tách râu và thân, cắt bỏ phần đầu đen trên râu để loại bùn đất, rửa sạch nhiều lần. Sau đó, cà xỉu sẽ được chần qua nước nóng rồi phơi nắng khoảng từ 2 đến 3 tiếng. Nguyên liệu không thể thiếu trong món cà xỉu muối là nước mắm ngon cùng tỏi, ớt, đường trắng hoặc đường thốt nốt tùy thích cà xỉu được trộn cùng mắm đường để nguội khoảng 5 phút để ngắm gia vị rồi đến tỏi và ớt vừa sơ chế vào nghe đơn giản là thế nhưng đây lại là công đoạn đòi hỏi người làm phải giàu kinh nghiệm và thật sự khéo léo mắm cà xỉu có đạt yêu cầu và chất lượng hay không đều phụ thuộc vào cách muối nếu muối mặn quá thì cà xỉu sẽ bị đen không đẹp mắt cà xỉu này là làm chế biến thì nó không không khó chủ yếu là ở đây là chủ yếu là làm mắm với làm gỏi thôi ăn thì cái rau nó rất là ngon giòn à, nói chung là à, ăn mà cảm nhận thì nó hương vị nó rất là lạ nên các bạn nếu mà có về hà tiên mình ghé để thưởng thức món mắm này nha Thịt cà xỉu béo, rau giòn, quyện với hỗn hợp nước ngâm có vị mặn ngọt vừa phải, vị ớt the, tỏi thơm. Cà xỉu cũng được chế biến thành các món gỏi, cũng giống như gỏi xoài hay gỏi cốc, khá đơn giản chứ không hề cầu kỳ. Xoài băm thành sợi nhỏ, trộn với rau răm rồi pha thêm nước giấm đường cùng một ít nước mắm để tạo độ đậm đà cuối cùng chỉ cần trộn cà xỉu và hỗn hợp xoài băm lại với nhau rồi rắc hành phi, đậu phộng rang vào để tăng thêm hương vị là món gỏi đã hoàn thành. Ngoài ra khi chế biến, một số nơi còn cho thêm củ hành tây thái sợi hoặc trộn chung với gỏi cà xỉu khiến món ăn càng đậm vị. Anh thì nó ngon, nó mỗi một mảnh nó có một cái ngon nó khác nhau mà cái này thì anh thấy nhiều người mua về người ta nói anh được chục ký mình làm cả tiếng hai tiếng đồng hồ mình làm xong hả đúng là nó cũng có mùa nhưng mà cái về cái mùa mưa thì người ta đi cào thì nó được ít hơn còn cái mùa mà không mưa này thì nó cào được nhiều mắm, cà xỉu là đặc sản làm nên thương hiệu của vùng đất Kiên Giang. Chất chứa mùi vị đậm đà, hòa quyện giữa đất và biển ở xứ Hà Tiên. Nếu du lịch đến đây, bạn có thể dễ dàng tìm mua được món cà xỉu muối để thưởng thức hoặc tặng người thân, bạn bè. Một hũ cà xỉu muối có giá khoảng 100.000 đồng đến 140.000 đồng. Đặc sản cà xỉu không phải cao lương mỹ dị nhưng một khi đã thưởng thức chắc chắn sẽ khiến du khách nhớ mãi. Thưa quý vị, với mong muốn nâng cao ý thức của người dân về tác hại của rác thải nhựa trong ngày ông công táo, trong nhiều năm qua thì tổ chức Keep Vietnam Clean đã tích cực triển khai chiến dịch Hành động vì ngày lễ ông công táo với nhiều hoạt động và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía cộng đồng. Tiếp nối sự thành công đó, năm nay Keep Vietnam Clean tổ chức lễ trao giải và khai mạc triển lãm Vẽ táo về trời, gửi lời yêu thương. Đây cũng là nội dung mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong môi trường xanh tuần này. Triển lãm là tập hợp của những bức tranh xuất sắc nhất được bình chọn tại cuộc thi vẽ tranh về chủ đề Hành trình cá chép đưa ông Táo về trời. Các bức tranh đạt giải và tham gia triển lãm lần này được lựa chọn từ hơn 100 tác phẩm dự thi trên khắp cả nước. Tác giả của những bức tranh triển lãm ở mọi độ tuổi, mọi vùng miền, nhưng các tác phẩm được lựa chọn đều chứa đựng nội dung, thông điệp sâu sắc liên quan tới vấn đề môi trường. Bức tranh của em là có nội dung là khuyên mọi người là không nên xả rác bừa bãi cho môi trường, Um, biết là những ngày có dịp ông công ông táo hoặc những ngày khác uh, để bảo vệ nguồn nước để giữ, có thể giữ ông táo lên trời thông qua triển lãm vẽ táo về trời gửi lời yêu thương tổ chức với mong muốn truyền tải thông điệp về trách nhiệm vai trò của tất cả mọi người qua đó nâng cao nhận thức cộng đồng và thay đổi hành động để bảo vệ nguồn nước và môi trường sống xung quanh nhất là trong các dịp lễ tết như ngày ông công ông táo Thật sự là chúng tôi cảm thấy rất là vui vì uh, cái uh, có sự uh, đến tính đến năm nay thì chúng tôi có hơn 103 thí sinh và về hành phần tham gia của uh, họ, uh, những cái thí sinh này rất là đa dạng từ những cái bạn trẻ uh, và những bạn rất bé như uh, khoảng 5 6 tuổi các bạn đã tham gia rồi và có những cái anh chị lớn tuổi cũng tham gia cuộc thi thì chúng tôi cảm thấy rằng là uh, cái cái này uh, đây là một cái tác động của chương trình bởi vì nó có sự uh, hưởng ứng uh, và cái lông thông của nhiều đối tượng và cái thông điệp của của cái uh, sự chiến dịch này nó sẽ được lan tải nhiều hơn. Triển lãm là một trong những hoạt động chính trong chiến dịch hành động vì ngày lễ ông công ông táo 2024 với mục tiêu ngăn chặn tình trạng thả rác ra sông hồ, từ đó nâng cao ý thức của người dân về vấn đề bảo vệ nguồn nước. Triển lãm sẽ diễn ra trong ngày 27 tháng 1 tới ngày mùng 2 tháng 2 năm 2024 tại Hà Nội. Một trong những điểm rất được trông chờ ở luật đất đai sửa đổi là đã quy định cụ thể hơn về công tác định giá đất sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Và trong năm 2024 thì công tác định giá đất vẫn phải thực hiện theo luật đất đai 2013. Do đó, theo bài viết, sớm ban hành nghị định mới về giá đất trên báo đại biểu Nhân dân, việc ban hành nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 44-2014 quy định về giá đất là rất cần thiết và cấp bách nhằm sớm tháo gỡ các vướng mắc có liên quan. Các doanh nghiệp tin tưởng là khi nghị định mới này được ban hành thì sẽ sớm tháo gỡ được các vướng mắc về công tác định giá đất, thẩm định giá đất, quyết định giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho hàng trăm dự án bất động sản nhà ở thương mại trong cả nước. Trên báo Hà Nội Mới số ra hôm nay có bài viết tiếp tục cải cách vì doanh nghiệp. Sự phục hồi của doanh nghiệp sẽ quyết định đến tốc độ tăng trưởng kinh tế và sự phát triển của các địa phương cũng như là cả nước. Vì vậy yêu cầu tiếp tục cải cách thể chế để hỗ trợ doanh nghiệp càng trở nên cấp thiết hơn. Trong bối cảnh các điều kiện quốc tế và trong nước vẫn ẩn chứa nhiều thách thức, phức tạp và khó lường, tác động tiêu cực đến sự ra đời cũng như là hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong năm 2024. Thưa quý vị, mục Cuộc sống qua ống kính trên báo Sài Gòn Giải Phóng sẽ đưa độc giả đến với Xuân Thị Thành mùa sẻ chia. Mùa xuân đã bắt đầu chạm ngõ thị thành, những góc phố ngả đường của thành phố Hồ Chí Minh bừng lên sức sống rạng rỡ. Các không gian Tết truyền thống giữa phố phường mỗi ngày thêm đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, lan tỏa những giá trị tinh thần trọn vẹn, gợi lên bao cảm xúc ấm áp quen thuộc. Những ngày nhộn nhịp chuyển bước vào xuân cũng là mùa yêu thương, mùa sẻ chia. Người người tỏ bày tỏ lòng yêu thương với gia đình, đồng nghiệp, bạn bè và với cả những người khó khăn và kém may mắn nét đẹp của sự sẻ chia, nghĩa tình trọn vẹn, góp thêm năng lượng, tiếp thêm động lực cho thành phố trước một chặng đường mới. Thưa quý vị, trên báo Nhân dân có bài viết Ngành công nghiệp ô tô, yếu tố then chốt phát triển nền kinh tế đất nước. Nghị quyết Trung ương 13 đề ra mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Có phần thực hiện mục tiêu này, ngành công nghiệp ô tô giữ vai trò then chốt trong phát triển nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, cải thiện đời sống của người dân. Để nắn ngành công nghiệp ô tô Việt Nam phát triển đúng hướng, cần đánh giá một cách khách quan, hiện trạng và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc từ những thất bại khi thực hiện chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 trước đây. Báo Nhân dân cuối tuần đăng loạt bài viết chuyên đề với nội dung an toàn giao thông từ luật định đến thực tế. Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 1300 về đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết và lễ hội xuân 2024. Mới đây, Ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã tổ chức lễ phát động gia quân năm an toàn giao thông 2024, song để hạn chế tối đa hiểm họa giao thông, không thể chỉ trông chờ vào các đợt gia quân rầm rộ. Những sức ép ngày một lớn về giao thông tại các thành phố lớn, các trung tâm kinh tế đang đặt ra đòi hỏi cấp bách trong việc chỉnh lý, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống luật định liên quan đến giao thông. Cũng liên quan đến giao thông trên báo Tuổi Trẻ số ra hôm nay có bài về quê dịp Tết, người dân chấm điểm hạ tầng giao thông. Trong năm qua diện mạo hạ tầng giao thông đã thay đổi thấy rõ và dịp nghỉ Tết Giáp Thìn 2024, hàng triệu người dân về quê sẽ có dịp chấm điểm chất lượng dịch vụ giao thông và đó là cơ sở để ngành giao thông hoàn thiện hơn hạ tầng giao thông quốc gia lần đầu tiên hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Trung đã thanh thang hơn bởi những đoạn cao tốc mới đưa vào khai thác từ giữa năm 2023. Đường về quê đã gần hơn, thời gian di chuyển ngắn lại nên nhiều người chọn đi bằng xe cá nhân. Nhưng bên cạnh đó thì vẫn còn nỗi lo về các dịch vụ dọc đường như là cây xăng, trạm dừng nghỉ và nguy cơ nghẽn mạng khi lượng người xe tăng đột biến vào dịp Tết.